mình, cũng như con lươn vậy đó, rồi lóc tới lóc lui, lóc nào rộng thì chạy xuống. Cố lên, cố lên. Rồi, chúc mừng, chúc mừng. Nè nè. Ôi. Đoàn đang thành công. Vô rồi, chuyến này thành công quá, thành công rồi. Cho chàng vỗ tay nó coi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Ngọc Tâm thân ái kính chào quý cô chú anh chị cũng như quý vị đồng đạo gần xa kính mến. Thì giờ này Ngọc Tâm đã trở về núi Thiên Cẩm Sơn để tìm hiểu những cái kỳ bí nơi đây. Thì Đức Thầy cho biết là rừng lâm cây đã thấy ngày nay mà ruột năm non có các đài. Đây là cái 13, thì hiện giờ đoàn đang chuẩn bị vào trong miệng 13 quý vị. Thì Ngọc Tâm cũng quay cái điện 13 này cho quý vị mình xem cái kỳ bí hay là cái những cái màu nhiệm ở đây như thế nào, hay là quý vị nhìn ở phương xa chưa có đi được đó thì xem cái video này thì cũng biết được cái điện 13 ở nơi núi Cấm ấy quý vị. Thì giờ này lần lượt Ngọc Tâm mời quý vị cùng đồng hành với đoàn chung vào hang 13, đây còn gọi là hang mẹ đẻ. Khi mà chúng ta chung vào xong rồi chỗ ra được á thì cũng như mẹ đẻ lần thứ hai. Vậy giờ này Ngọc Tâm mời quý vị cùng đồng hành với Ngọc Tâm ha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nhã ra hang rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật nghe. Bắt đầu vô mình niệm Phật nha. Niệm Phật nha. Thưa quý vị, thì hiện giờ đoàn đang chung hang điện 13. Đây là cái vào cửa hang. Làm như nó mờ ta. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi giờ tháo vỏ ra. Thì à, quý vị thì hiện giờ đoàn đang chung hang quý vị, điện 13. Đây là từng tự, đây là những cái tiếp theo. Rồi. Nhớ niệm Phật nha, chung hang quá niệm Phật nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật nha. Dạ, sao sư huynh đó được cái áo đây em quá ta. Ai tôi hả? Tại vì đi nhiều lần có kinh nghiệm. Đâu rồi, mình quẹo xuống đây là một cái lư hương, là một cái điện phải không? Rồi tiếp theo. Nãy đèn như này hai bọc này tay rồi hả? Thấy không? Thấy không? Đây nè, đèn led vô nè, thấy không? Thấy qua. Đó, thấy đá không nè. Chị mình đi sao? Tôi chùa lũi, đừng có quay tôi. Đâu chùa lũi cũng có áo chứ đâu lũi. Tới chọt. Về giờ độ ngày hiện giờ đang vô điện 13 hay gì, thì trong đây thì đá nước đang mướt, có thơ gì đâu. Dạ. ngâm lên thơ đồ lên cái này mắc thơ hết rồi, mắc thơ hết trắng ngon. À, cái này đẹp quá vậy. Nè, quay vô đây đẹp nè. Quá đẹp. À, trong đá cũng đẹp quá ha quý vị. Bông hoa tiết á. Đá mà lộ ra dữ nha. Đâu rồi? Hôm nào chúng hang nào rồi? À, dùm đếm mấy lư hương rồi quý vị. Không ai đếm chừng à. À, đây là lư hương thứ hai rồi ha quý vị. Tại đúng đây rồi tại. À, chụp xuống. Tại ơi. Tại có đảo lại hay gì? Tại đảo lại rồi. Đảo vào miệng hay gì? Bé gì? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
sư huynh đang xuống. Xuống đây có cái bậc thang hay gì, mình cũng bước xuống. Trong đây thì hang này cũng rộng, có những cái ảng chia ra nhiều ngách. Đây là cái lương hương thứ ba, ba điện ở đâu vậy, gọi điện 13 lần, còn 10 điện nữa. Đây là đoàn đang chung, có những cái đường rẽ. Ôi ôi, nhìn mấy ông mắt giống hết hồn nha. Mấy cái rồi, đây là lương hương thứ tư à, được 4 điện rồi đó quý vị. Bỏ ở đây nữa chứ. Đây là lương hương thứ tư nè quý vị. Còn đây mới gọi là lương hương thứ năm. Mình kêu chuyện mấy cây cây mấy cái lương hương chưa đốt thì mình đốt. Vô quẹt đây. Trải mồ hôi luôn. Đoàn đang đi đốt hương ra, đi tới đâu đốt tới đó hay lâu. Không có gì. Đây là cái đường tẻ lên cái ách. Đi lên đây trước cái cây có gì không? Đây có cái những cái ách nó tẻ ngàn chỗ khác. Coi là coi được Phật được trời, coi phép là của không có ai nghe gì không của thăm ngô bạc dạ. Niệm Phật chứ quý vị. Đâu rồi, nãy lương hương thứ năm đâu rồi? Đây hả? À, tìm kiếm cái hàng khác rồi đi cực chút. Đó, qua đó đó gì. Đây có đường xuống nè. Đây là lương hương thứ năm ha, nói lại nghe quý vị. Trong đây là có những cái cục đá nó rất là nhiệm màu à. Cục thòng xuống, cục kề lên nhau ha. Đây nước nhiễu xuống nè quý vị. Múc hơi nước lên. Chị cái thấy đi chú. Chị thấy đi cho. Này có cái những cục đá mà nó lộ ra cái hình trắng trắng đẹp quá. Rồi, rồi nó nói sao tới đây. Rồi tới đâu rồi? Tới lương hương thứ mấy rồi? Dạ. Cầm mình xuống cái lỗ này cái tài. Xuống đi anh. Nè, cầm khó xuống quá gì ơi. Rồi cảm ơn. Hỉ có cha. Rồi đứng chỉnh luôn đi. Đi luôn đi. Rồi đi mới xuống được. Chú tà tôi đi sao? À đây là lư hương thứ 6 ha quý vị. À, còn 7 cái lư hương nữa là chỗ ra miệng. Trong đạo tài đi cuối cùng à. Lương hương thứ 7 phải không? Thứ 6 à, này thứ 6 rồi nè. Còn ở trên này cái nữa là thứ 7. Nè nè thật đó anh lấy liền này nè. Ừ quẹo ngang đó đó ha. Hậu cũng gào nữa chứ gì? Không, không bích, nó bích đụng rồi. Bích đụng rồi. Cái hàng đó hàng khó gà lắm. Hàng đó mới đúng là mẹ đẻ đó. Mà bây giờ nó bị lắp lại rồi. Bây giờ mình ra cái hang này cho nó dễ. Đây là đẻ ngang không đúng không? Đúng rồi, đẻ ngang không. Ở vô đây cái tảng đá thì nó bây giờ nó bong trắng hết trơn, nhìn đẹp quá quý vị. Yeah, mưa nước nó ẩm hơi nhiều.
Rồi đây là cái lư hương thứ 7 rồi đó quý vị. Đứng nãy giờ chứ chưa đi được. Đây là trong cái hang. Hai lóc tay mới vừa chúng xuống. Thấy tay không ạ? Rồi ông đi diễn qua trả đèn lại được rồi. Trả đèn được rồi, trả đi. Đâu ơi, niệm Phật ơi nè, qua ấm đi chung lộn qua đây. Đây mới gọi là cái hang mới đẻ, như hang này khó đi cho nên cát nó nhiều năm nó ta thẳng đây ta lắp lại luôn. Để ghé qua bên đó cái cây. Ghé ông tài. Mới gọi ghé khó xuống dữ vậy. Phải có cái bực này xuống khó xuống. Học giờ nào xuống trước đi, như chỉ cho anh xuống đi. Đi hai cái giò xuống. Đi hai cái giò xuống trước. Dạ. Yeah. Coi cái người trước đi sau thì người sau đi vậy ha. Đây nhìn mình luôn. Dạ. Yeah. Rồi. Đúng rồi. Rồi đi xuống. Nó nhìn theo. Ôi, bên đây rộng chưa hả? Từ từ. Rồi, không có giò xuống. Cái giò. À. Đây là cái lư hương thứ 8. Đi mới chính thức là cái bụng của bà mẹ đẻ vô ra nè. Dạ, vô bụng rồi. Vô bụng rồi. Bụng hơi rộng rồi ha. Bụng hơi rộng. Nhìn này là đi cái mình lên trên nha. Xong trả đèn lại. Lư hương thứ 8 mà nó hay gì? Đây. Đi có cái hang để mà ghé qua. Hai chỗ đi chỗ nào đi vậy? Mình như hơn. Hả? Cái chỗ này nó khó bò thì tao qua nó mới ra nè. Đúng rồi. Phải từ từ, đúng thẳng lên. Đâu. Quay nè, bây giờ chỉ cho. Ôm mình ngang cục đá đi hoài xuống. Rồi. Nó vừa tài đâu rồi? Chưa xuống hả? Nó mua gì dạ. Chỉ sao đi dạ. Dạ, chung xuống. Từ từ thôi, em đừng gấp. Thùng này có hình như có mấy đứa nhỏ nó đem vô nên nó dẫn trong này nè. Xong để đó. Em thọt hai giò trước á. Thọt hai giò trước. Thọt hai giò đi trước. Ừ, thọt hai giò trước. Hai giò luôn. Nhà trong hang cái chỗ này là rất rộng, có chỗ này là rộng nhất. Rồi dưới đây nè. Ok, đằng cây này bộ nãy có đòn mình có đòn đi hết ta. À, cái cây này là bộ khác ha. Ừ, nè, màu vàng nè. Màu vàng. Của mình màu đỏ không à? Ừ. Mới đốt luôn nè. À, vậy đó hả? Ừ. Chắc đòn mới đi. Nè, cầm giùm xuống ngải này cái cây. Ngải này lỗ nhỏ quá. Chưa, chờ trên xuống đi. Đây là cái lỗ chỉ vừa một người chung xuống thôi hay gì? Đi đi ngược thì xuống không được. Đi hai cái chân xuống rồi. Rồi. Giờ phía trước đang đùng. Đúng là thiên nhiên ha. Tạo cái hang này mà khám phá được cũng hay quá ha. Nghiêng á, nghiêng cái mình á, nghiêng cái mình qua. Ừ. Biết lúc trước ai phát hiện cái hang này đầu tiên không tài? Không biết ha. Rồi chờ đưa cái đèn pin qua. Ai mà đầu tiên mà dám đi cũng hay lắm á ha, cũng đại lực đại hùng rồi. Mấy vị đó chắc cũng có sứ mạng rồi thay thế Phật tiên đang làm nhiệm vụ độ sinh rồi mới biết thôi chứ người phàm chắc không biết không dám đâu. Thì cái vùng Thác Sơn này có rất nhiều huyền bí như vậy mà chưa ai khám phá hết cả. Chỉ có những vị Bồ Tát Phật Thiên thôi mới tìm hiểu. Cũng sự màu nhiệm đó. Đây, đang xuống xuống. Rồi.
Người cái hang. Nè. Em quay người lại. Quay người lại. Ngồi xuống đây, quay người lại. Quay người lại. Ôm theo cục đá này nè. Rồi sao rồi? Ôm cái cục đá này vô cái em đi thay đạp xuống đây à. Cái chỗ này là nhà khó đi nhất đó quý vị. Rồi rồi. Nè. Qua cái ải này cũng như là thạch môn chặn vậy. Thập môn mà có 10 cửa hả? Này tới 13 cửa nè. Rồi rồi nãy giờ quên điếm Lư Hương luôn rồi. Nãy là 8 rồi đó, không biết có sót không ha. Kể như là 9 đi. Rồi, trước đi. Nè, vậy đi trước kìa. Có cái phải cho cái chân trước mà được. Ừ, mày đẻ mà, đẻ ngược mà. Ngược thế à? Ừ, ngược là đưa hai con mắt đi trước. Hai mắt cá. Ừ. Rồi, học này. Cái chỗ này nó rất là khó đi nha quý vị. Không chặt. Thì có những cái tảng đá nè. Từ từ rất là hẹp. Chỗ nào nó ấy quá mình đi theo cái kẻ đó. Dạ. Mình ôm vô, cái tảng đá là nó qua được hả? Chưa đợi, đợi sao, Thì Lão Tài đang chung xuống cái hang. Gì nhìn thấy không? Rất là chặt. Phải uống mình. Uống như con lươn vậy đó. Người lóc tới lóc lui. Lóc nào rộng thì chạy xuống. Nằm luôn hả? Khoan, để xuống đi hả? Chỉ ăn sao nha. Ăn sao tay thành tối không à? Chờ mình xuống cái nha. Mệt quá không vậy? À, đây là cái Lư Hương thứ 9. Không biết có sót không hay gì. Rồi đếm nghe để coi sao. Rồi sư huynh trợ giúp cầm dùm điện thoại ha. Rồi rồi rồi. Rồi, đây là cái Lư Hương thứ 10 của quý vị. Còn đây là cái ông Ngọc Tâm, Tâm Tầm Chân Lý. Chưa thấy mặt đừng quay. À, đó, ông đang bỏ giò xuống đó. Ở đây. Đó. Em ơi coi vịn cái giò sao đi nha. Rồi, bỏ giò đây. Bỏ giò xuống đây luôn. Rồi thấy rồi. Rồi rồi. Rồi ông Ngọc Tâm Tầm Chân Lý tức là cái ông quay phim đó quý vị. Bây giờ ông đang thấy quý vị. Trong đây thì nó hơi tối. Chứ khó khăn quay hình ảnh nó không có chất lượng quý vị cũng không cảm hay gì. Hơi khó lắm. Đi một mình cũng khó nữa. Cho nên người ta cắm đem đồ vô, chỉ đừng có mang gì hết. Ngọc Tâm thì mà mang được cái điện thoại đang quay. Rồi xuống đi đâu tay. Được không? Thôi để trước để cho thấy được không? Nào quý vị, có những cái ảng nó khó đi, ngày càng xuống. Cho bên kia rồi. Đây là cái vực thẳm nè quý vị. Trên đi xuống. À đây là cái Lư Hương nãy thứ 10 quá. Thứ 10. Đây là thứ 11 nha quý vị.
Ui, lỗ đồ nhỏ dữ hả? Thôi thôi. Đây. Rồi. Rồi, lỗ nhỏ quá, chạy dục được. Rồi, đây là cái bậc thang giống gì? Bậc thang này rất là khó đi. Rồi, thấy rồi. Rồi, thấy rồi ha. Tải ra đi. Rồi. Rồi bậc thang đó là cái ông Ngọc Tâm đó, ông đang xuống đó quý vị. Nên chỗ này rất là khó, thang, rất là khó. À, chỗ khó đi. À, quý giéo hình ảnh thì không chất lượng mấy thì quý vị cũng thông cảm. Để mình quay cho biết cái sự màu nhiệm của cái hang 13. Đây là 11 phải không? Đi Hương 11 phải không? Đi Hương 11. Dạ. Sau lưng của sư huynh đó là 12 đó quý vị. Ờ, à, Lưu Hương là Lưu Hương 12. Đây là Lưu Hương 12 quý vị. Dạ. Rồi đưa tài rồi. 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 Hiện giờ thì đây là cái lỗ xuống dưới chân. Sư sẽ thoát ra cái gì. Cần hỗ trợ không? Cần hỗ trợ không? Ra rồi. Ờ, ra thôi. Rồi, được rồi. Rồi. Thứ 12 rồi. Cái gì thấy cực khổ không? Nhưng mà vui quá vậy, mình tại mình đi khám phá những cái kỳ bí của vùng núi Thiên Cẩm Sơn. Thì ở đây là rất là nhiều hang. Đồng đạo đi thì đi rất là nhiều lần nhưng mà cũng phải đi để trợ duyên cho những gì người ta chưa biết đó gì. Có những cái tảng đá này rất là đẹp. Rồi cầm hộ dùng ngay xuống đây nè, xuống đây nè. Xuống bực nó đi. Xuống cái hang này luôn. Xuống ải này là có hai cái góc đá này ha. Xuống. Không bao giờ xuống trước. Ôi. Đang quay phim đi quay không được ai chứ, được ông đi sao quá vậy? Tao quay tay. Thấy chưa? Thấy rồi. Điện thoại lại đằng trước. Ừ. Cho hậu đứng ngoài. Gì hả? Ừ. Còn nó đuôi chưa có ra tới nữa. Rồi. Rồi, tới gần tới 12 chưa? Gần tới rồi. Gần tới hả? Ừ. Còn cái lưỡi hương nào không? Còn. Còn cái là đúng ha. Còn đây cái nào không biết. Đúng rồi, nãy 12 rồi. Nãy 12 rồi đó. Ừ, đo tài xuống nè. Đây chân chân vô lại cái nào. Nè với cầm giùm cái điện thoại luôn đi. Đây nè, nó đây khó ra rồi. Rồi đó này để tôi quay nè. Ừ. Ôi sao đi đường đó? Đi khó lắm. Hạ xuống cái chỗ kẻ đi đi qua. Cái chỗ trước đi trước. Ừ. Vòng qua bên đây qua luôn hả nó nhẹ. Mấy đi bảo quên đó. Rồi tới đó hót cái bụng vô đi qua. Qua đằng nào? Đường cái kẻ quay mặt về hướng bên đây luôn. Xuống cái kẻ phía bên cái tay phải đó đó. Hót bụng vô nghĩa là gì? Đây này hạ đít xuống. Chỗ này là chỗ mắc kẹt. Ừ. Hạ cái đít hót bụng vô. Chỗ này là dễ mắc kẹt nhất nè. Rồi. Rồi lên đi. Để quay tài coi nó ừ, trong này quay mô hoạt ngăn tài trúng đậu. Đâu cần lộ ngang đó. Ông không mấy thằng chui ngang đây nè. Ngang đó là hương dạ. Thứ 12 đó. Thôi đi qua đây luôn nè, nhỏ thì rồi, qua được. Này này, này mới thứ 12 nè quý vị. Nãy điểm lộn quá. Dạ. Dạ. Khó nè. À. Khó hơn cái đường bên kia. Đường kia đi sư quay này đi được. Được mà khó hơn chứ lắm luôn. Tại vì ông qua kẻ này ông sẽ dính nè. Hai kẻ là dính rồi. Đi đi, dễ lắm. Đi trở lại đi. Qua lâu dữ lắm qua. Trở lại cái kẻ này đi. Ta đi sao mình đi vậy à? Trở lại. Rồi. Cái giờ phải á, quay mặt về đây cái giờ trước đi phải trước. Thầm xuống đụng đưa cái bụng vô, qua. Đưa bụng vô đá. Coi chừng cái đầu ở trên.
cái giờ phải đi trước á, đi hơi nghiêng chứ không có đi nghe ấy được. Ừ, xe vòng qua rồi lại tới đó đặt cái bụng vô đây là cái quan trọng nè quý vị, cái kẻ này là kẻ quan trọng nè, đứng đàng hoàng đi à, đặt cái bụng vô ngay chân cái dồi đá dồ đó đó, hạ cái bắt đầu hót vô, hạ đất xuống, thường nhiều người hót vô hạ đất xuống. Ừ, không qua từ từ qua, vậy là qua ải không? Chúc mừng rồi là cuối cùng hả? Yeah, rồi đó. Chưa còn lên chút nữa mới được, mà cái ải đó là quan trọng nhất. Đây nè, còn cái ải này này cũng không thua gì đâu. Đó, chỗ này nè quý vị. Chân cái kẻ chưa nè. Kẻ này nè. Nè cầm cái này. Nó lọt qua sọt lên cái cho nó dễ kìa. Kẻ này nè, chỗ này mới dễ nè. Ừ, chỗ cái đầu gối không á. Đưa cái đầu lên đó trước đó. Ừ. Rồi, lên. Chính cái đầu gối. Ừ, vậy đó. Rồi. Đưa ông đây cho ông quay đây. Cho ông cái ông uy tín cho hàng này luôn. Rồi, lực hương cuối cùng của gì? Vô kẻ đó, hả? Vô nhân kẻ đó lên. Cố lên. Rồi, chúc mừng. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, chúc mừng. Rồi, sẵn lên luôn. Rồi, sẵn lên trước luôn. Rồi, sẽ sẵn ga quý vị. Ga chỗ này cũng hơi rộng ha. Có những cái sự kỳ bí ở hàng vừa qua. Ông đi sao là ông à, khỏe hơn chúng ta thì chưa khám phá hết được, chỉ khám phá cái đường đi thôi. Ông mệt, ông thấy không? À, chúng ta chỉ khám phá được cái đường đi thôi, chứ còn cái nhiều cái ẩn khúc ở bên trong thì chúng ta gắng tu để sau này mình xem được những cái kỳ lạ nơi đây hả gì. Ở đây là chữ dạng, ở dưới là chữ đại. Giống kia thiền đó gì. Được không? Được chứ. Hả? Được. Thôi xuống nha. Thôi. Nè nè. Đoàn đang thành công. Hang vô rồi, chuyến này thành công, quá thành công rồi. Cho chàng vỗ tay nó coi. Đi lên. Rồi lên. Chàng vỗ tay nó coi. Đây là cái miệng hang ga hay vậy? Ông tính ơi, mẹ con chú hang thành công rồi. Trời. Như mẹ đẻ lần thứ hai vậy đó. Tiếng. Có ông anh Hậu đi trước là ông mạnh nhất. Thưa quý vị, thì hiện giờ Hà Đoàn đã ra khỏi miệng hang điện 13, ra khỏi đây thì cũng như là mẹ đẻ lần thứ hai. Thì ngày xưa giờ đi đoàn thường nói gì đó quý vị, thì sau khi mình chung ra xong thì mình cũng phải lội lên những cái bực tảng đá rất là chung trên để tiến lên vào cái miệng hang, và chúng ta tiến thẳng đi những điểm tham quan tiếp theo ha quý vị. Thì một lần nữa thì quý vị xem video này thì cũng hoan hỷ cho Hai Ngọc Tâm thì quay trong cái hang, thì cái chỗ chung hơi khó khăn. Bà con dặn là không có đem theo gì hết. Ngọc Tâm chỉ mang điện thoại theo để quay lại những cái kỷ niệm ở nơi điện 13. Cho quý vị mình không có đi vào đây được á thì cũng xem để hiểu biết về cái điện 13 như thế nào. Trong đó có 13 cái điện hương. Và những cái hang ấp thì rất là khó đi. Giờ này thì đã hoàn thành cái điện qua rồi, thì đến đây thì Ngọc Tâm cũng xin kính chào quý vị. Thì mong rằng quý vị xem kênh Ngọc Tâm thì cũng tiếp tục ủng hộ để Ngọc Tâm sẽ quay lại những clip ở vùng Thất Sơn cũng như điện 13 này cho quý vị mình khám phá để tìm hiểu những cái kỳ bí ở vùng Thất Sơn quý vị. Mệt quá, hết hơi quý vị ơi. Đến đây thì Ngọc Tâm thân ái kính chào quý vị, kính chúc quý vị luôn luôn an lạc và mạnh khỏe để tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Nam Mô A Di Đà Phật.